Trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc như hiện nay, việc tận dụng các thiết bị tiện ích để giúp cho cuộc sống trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu. Và khi đến với việc đun nước, ấm siêu tốc Bluestone KTB3453 không chỉ là một sản phẩm thông thường mà là sự lựa chọn hoàn hảo được thu nhỏ trong mỗi giọt nước. Không chỉ được đánh giá là dòng ấm có giá thành phù hợp thị trường mà ấm nước Bluestone KTB3453 vẫn đáp ứng đủ các tiêu chí của gia đình. Công suất là điểm nổi bật nhất của ấm ấm siêu tốc này với 1850 đến 2200W. Việc đun nước với công suất này, khách hàng chỉ cần mất khoảng 1 đến 3 phút đã hoàn thành xong. Những gia đình có từ 3 đến 5 người sẽ là lựa chọn tuyệt vời của chiếc ấm Bluestone KTB3453. Đơn giản vì dung tích là 1,5 lít sẽ đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của gia đình bạn. Từ công nghệ tân tiến, cài đặt thiết bị điều khiển cảm biến nhiệt độ có tiếng dẫn đầu hiện tại là chức năng điều khiển Street được chứng minh là dụng cụ bền bỉ nhất châu Âu. Bên ngoài ấm được phủ một tông màu chủ đạo là màu nâu sữa, rất tinh tế, nhẹ nhàng, tôn được bất cứ góc nào cho căn bếp của gia đình bạn. Vỏ ngoài là sự kết hợp của hai lớp với lớp ngoài bằng nhựa và lớp trong bằng thép không gỉ 304. Trên miệng rót của ấm còn có thêm lưới lọc rất hữu ích khi có thể lọc trà một cách đơn giản, lọc được cặn rất hợp lý. Nắp đậy ấm có khớp chặn rất an toàn, khiến cho nước phía trong không bị phương ra ngoài, giảm đi nguy cơ bị phỏng khi sử dụng. Mở nắp ấm thì cũng vô cùng đơn giản luôn, bằng cách ấn công tắc mở. An toàn với chức năng tự động ngắt khi ấm đã được đun sôi hoặc là ấm cạn nước, vậy nên khách hàng sẽ được an tâm hơn trong khi sử dụng. Như các dòng ấm thông thường, ấm siêu tốc Bluestone KTB3453 thiết kế với nút ấn công tắc phía dưới đáy ấm. Khách hàng nhớ lưu ý khi đổ nước trong tầm khoảng từ vạch min đến vạch max của ấm. Sau đó thì đóng nắp ấm lại và ấn công tắc. Công tắc được thiết kế thêm đèn báo hiệu để quý khách hàng có thể nhận biết. Sau khi đun xong ấm, tự động ngắt, quý khách chỉ cần ấn nút mở ngay trên tay cầm để mở nắp ấm. Hiện tại, ấm siêu tốc Bluestone KTB3453 đang được bảo hành đến tới 24 tháng. Chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay tới đường nóng bên dưới hoặc tới ngay địa chỉ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội hay truy cập đường link dưới phần mô tả để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và những chương trình ưu đãi về sản phẩm. Chúng tôi đang có những chương trình free ship toàn bộ các đơn hàng trong nội thành Hà Nội. Nếu như bạn có câu hỏi gì về sản phẩm, hãy comment phía dưới cho tôi biết. Đừng quên like, share, subscribe, chia sẻ kênh Việt Mát với những người thân quen. Việt Mát là cửa hàng bán đồ gia dụng, đồ bếp uy tín số 1 Việt Nam. Chúng tôi cam kết 100% sản phẩm tại cửa hàng là hàng chính hãng đạt chuẩn. Giá của từng sản phẩm luôn tốt và phù hợp với mọi khách hàng. Với nguồn hàng dồi dào, phong phú, đa dạng, luôn có tại cửa hàng hoặc trên website để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Với đội ngũ nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng dày dặn kinh nghiệm, luôn quan tâm, ân cần và chu đáo. Bảo hành sản phẩm tại hệ thống của cửa hàng Việt Mát rất dễ dàng và nhanh chóng. Việt Mát, trao giá trị, nhận niềm tin.